mẫu phụ nữ sẵn sàng cặp kè với đàn ông đã có vợ con để thỏa mãn. Các bạn thân mến, việc những người phụ nữ cặp kè với những người đàn ông không phải là chuyện xa lạ trong xã hội. Nhưng lại có những kiểu phụ nữ mà họ sẵn sàng cặp kè với những người đàn ông đã có vợ, đã có gia đình, sẵn sàng chen chân vào hạnh phúc của người khác để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình. Nhu cầu của một người phụ nữ thì là khác nhau, và mỗi người thì thường có những mức độ để thỏa mãn nhu cầu cũng khác nhau. Và chính những điều này nó đã khiến cho những người phụ nữ họ cảm giác thích thú khi mà có những tình cảm, có những sự gian dối bên cạnh chồng của người khác. Và chúng ta hãy cùng xem đâu là những kiểu phụ nữ sẵn sàng bất chấp tất cả mọi thứ để có thể cặp kè dù rằng người đàn ông đã có vợ có con để thỏa mãn những nhu cầu của cô ta. Mẫu phụ nữ đầu tiên sẵn sàng có thể lao tới người đàn ông đã có vợ có con chỉ cần anh ta là một người đàn ông tiềm năng về mặt thể lực. Đó chính là những mẫu phụ nữ luôn tìm kiếm sự phấn khích và có nhu cầu chăn gối cao. Hầu hết thì những mẫu phụ nữ này đều đã kết hôn. Khi đó thì cuộc sống vợ chồng luôn là tẻ nhạt, chẳng có gì thay đổi. Đời sống vợ chồng không khiến cho người phụ nữ cảm thấy thỏa mãn những nhu cầu về thể xác của mình. Và chỉ cần một người đàn ông nói chuyện hợp lý, một người đàn ông thật sự là có tiềm năng rất lớn để mang đến cho cô ta những giây phút thăng hoa, thì chắc chắn là trái tim người phụ nữ này sẽ rạo rực. Họ vẫn sẽ cảm nhận được sự quyến rũ của mình và tinh thần của họ vô cùng phấn chấn khi mà nghĩ đến người đàn ông này. Cảm giác lén lút với chồng của người khác và cảm thấy như là có một chút thành tựu gì đấy ít trong việc hấp dẫn người đàn ông của mình. Bởi vì với những mẫu phụ nữ này thì hấp dẫn đàn ông gần như là một trong những yêu cầu tối cao của cô ta. Thật ra thì nhu cầu về tình dục thì ai cũng có. Tuy nhiên trường hợp phụ nữ lại sẵn sàng cặp kè với đàn ông ngoại tình để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân so với nam giới thì sẽ không có phổ biến bằng. Nguyên nhân là vì phụ nữ thường là các chị em cũng có nhu cầu bản thân hơn và khả năng kiềm chế cũng tốt hơn. Chúng ta cần phải biết được rằng nhu cầu tình dục nó cũng chỉ là một bản năng rất là sinh học của con người thôi. Chị em phụ nữ thì đôi khi e dè trong đời sống vì rất là sợ bị người khác đánh giá về những cách. Phụ nữ Việt Nam mình thì lại càng là những người kín kẽ hơn nữa trong vấn đề này. Tuy nhiên thì chính cuộc sống ngày càng tự do, ngày càng có nhiều những luồng thông tin càng khiến cho chị em phụ nữ phóng khoáng hơn trong suy nghĩ của mình. Chị em gần cởi mở hơn về nhu cầu của bản thân. Có những cánh hồng sở hữu đời sống tình dục cao và họ cần những người đàn ông để đáp ứng. Vậy nhưng người bạn đời lại chưa thể làm được tường tận để khiến cho họ có thể tận hưởng được những cảm giác thăng hoa trong cuộc yêu. Đó là lý do mà rất là nhiều người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ trung niên, những người phụ nữ đang gần như là muốn sống lại thời thanh xuân thứ hai của mình, rất là khao khát để những người đàn ông khác. Và những người đàn ông đã có vợ có con mà lại luôn phong độ thì lại càng ghi được điểm trong mắt của mẫu phụ nữ này. Một mẫu phụ nữ nữa sẵn sàng đạp qua tất cả dư luận, đạp qua tất cả mọi thứ để có thể cặp kè với người đàn ông đã có vợ, không gì khác chính là những mẫu phụ nữ yêu tiền. Có những người phụ nữ kết hôn là vì tình yêu, nhưng mà cũng có những người phụ nữ thực sự vì yêu tiền nên mới kết hôn. Mọi thứ trong cuộc sống đều được đo bằng tiền, đều được đo bằng những giá trị vật chất. Vì tiền mà người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ người mình yêu thương. Nhưng mà thực sự người phụ nữ này cũng rất là đáng thương. Vì tiền có thể phản bội cha mẹ, sẵn sàng bỏ rơi chồng con được ngay. Thực ra thì bạn phụ nữ yêu tiền này thì có mục đích sống rất là rõ ràng. Chỉ cần cứ có tiền là bên cạnh người khác. Và đây cũng là một trong những mẫu phụ nữ mà đàn ông cũng dễ dụ ngoại tình nhất. Đơn giản là mọi việc của cô ta đều được giải quyết bằng tiền. Và những thứ giải quyết được bằng tiền đều là những thứ đơn giản. Dù bạn là đàn ông đã có gia đình thì liên quan gì đến cô ta đâu. Cô ta chỉ cần tiền là đủ. Cô ta sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với bạn. Tuy nhiên thì khi mà kết giao với mẫu phụ nữ này thì bạn cũng nên lưu ý rằng cô ta đến với bạn vì tiền thì cô ta cũng hoàn toàn có thể bỏ bạn đi vì tiền. Nếu như một ngày bạn trở nên kém cỏi hơn, trở nên xa cơ lỡ vận thì việc người đàn bà này rời bỏ bạn và đi đến với một người đàn ông khác là điều bạn phải chấp nhận. Và việc người phụ nữ này đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông chỉ vì tiền bạn cũng không biết chắc. Thế vì vậy khi mà đã có những phân vân về việc trăng hoa với mẫu phụ nữ này thì bạn cũng cần phải lưu ý.
Mẫu phụ nữ gợi cảm cũng là một mẫu phụ nữ thật sự rất là khao khát được ngoại tình với những người đàn ông có vợ và con. Sau khi kết hôn thì tình cảm của một phụ nữ có thể chỉ dồn nén vào chồng con, bởi vì lòng dạ ổn định nên cũng không thái quá trong việc suy nghĩ. Nhưng mà có một số kiểu phụ nữ đã kết hôn rồi, nhưng mà thế giới tình cảm phong phú quá, thích giao lưu với nhiều người khác giới, tình trường tình yêu thì viết đến hàng năm cũng không hết chuyện. Họ thích nói chuyện với đàn ông về những rắc rối trong cuộc sống của mình. Trên thực tế thì một người phụ nữ như vậy rất dễ trở thành những người đàn bà ngoại tình. Tình yêu và hôn nhân vốn rất khó để có thể tách rời. Dù cuộc đời không suôn sẻ, nhưng mong rằng chúng ta đừng có lãng phí tình cảm của mình vào những điều không cần thiết, vì những nỗi đau của cuộc đời. Ai sống trong cuộc đời mà lúc nào cũng hạnh phúc đâu. Nỗi đau chính là nguồn nhiên liệu để chúng ta có thêm động lực. Nhưng với mẫu phụ nữ này thì nỗi đau lại là nguyên nhân đẩy cô ta đến với người đàn ông khác nhiều hơn. Mẫu người phụ nữ đẹp và gợi cảm này, đương nhiên họ biết được rằng họ rất là được người đàn ông khao khát đấy chứ. Lợi thế về nhan sắc sẽ giúp cho người phụ nữ này luôn có những ưu ái, ưu tiên và nhiều lợi thế hơn. Cô nàng biết mình được săn đón, biết mình được thèm muốn và biết mình được tôn vinh. Và đương nhiên là người phụ nữ nào cũng muốn điều đấy. Chắc chắn là người phụ nữ này sẽ sử dụng nhan sắc của mình như một loại vũ khí để có thể phục vụ cho cuộc sống của cô ta. Cô nàng có thể hẹn hò với nhiều người đàn ông cùng lúc để tận hưởng cảm giác săn đón, tán tụng. Và đồng thời là cô nàng cũng sẽ nhận được rất là nhiều lợi ích từ những người đàn ông mà mình đang hẹn hò này. Bởi vậy, một người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ gợi cảm, một người phụ nữ biết khơi gợi những ham muốn trong lòng người đàn ông, thực sự là một mẫu phụ nữ đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Và đôi khi nếu như gặp được người đàn ông có thể chiều chuộng theo những sở thích, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ này, nâng niu chiều chuộng, đôi khi là tán tụng vẻ đẹp của cô ấy, có thể là hơi quá đấy, nhưng mà lại khiến người phụ nữ này si mê, thì việc cô ta sẵn sàng từ bỏ gia đình để chạy theo anh ta dù rằng biết anh ta đã có vợ có con là một điều khó tránh. Mẫu phụ nữ ham mê vật chất, ham mê tiền bạc, tham lam phù phiếm cũng là mẫu phụ nữ đương nhiên sẵn sàng lao cho đàn ông có vợ. Đặc biệt là với những người phụ nữ thích tiền như chúng tôi vừa nói, thì những người phụ nữ tham lam phù phiếm, tham lam của cải, tham lam những cái danh tiếng cũng là mẫu phụ nữ mà rất dễ dàng muốn sống tốt nhưng lại không muốn vất vả. Những người phụ nữ này thì thường sẵn sàng làm người yêu của những người đàn ông lớn tuổi, bởi vì đàn ông lớn tuổi thì có thế mạnh rất lớn về kinh tế, họ có thể thỏa mãn sự phù phiếm và những ham muốn so sánh của người phụ nữ. Còn những nam thanh niên thì thường không đủ sức chu cấp về mặt kinh tế đáp ứng được nhu cầu của mẫu phụ nữ này. Vì vậy mà những người phụ nữ như vậy thì chỉ có thể bắt đầu với những ông già và kết thúc khi mà họ đã đạt được những thứ họ muốn, bởi vì họ rất là thực dụng. Phụ nữ yêu tiền như là mạng sống của mình vậy. Phụ nữ có bước chân vào hôn trường vì tình yêu thì cũng có những người phụ nữ vì tiền mà cho rằng tiền có thể mua được tất cả và mọi thứ đều có thể được đo đếm bằng tiền. Thường thì đương nhiên những mẫu phụ nữ này họ sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả là vi phạm nguyên tắc xã hội, vi phạm những nguyên tắc do ai đặt ra thuần phong mỹ tục đi chăng nữa. Nhưng nếu cứ có tiền, có vật chất là họ có thể từ bỏ tất cả, từ người mình yêu, từ cha mẹ, thậm chí là cả chồng con. Những loại phụ nữ này thì khi mà có được những thứ họ muốn, còn phá hoại gia đình hạnh phúc người khác không phải là vấn đề họ quan tâm. Chỉ cần người đàn ông này còn có tiền, còn có thể đáp ứng những nhu cầu về mặt tiền bạc, về mặt vật chất phù phiếm cho cô ta, thì cô ta sẽ vẫn còn trung thành và tôn sùng bạn. Nhưng ngược lại, cô ta sẽ ruồng rẫy và bỏ rơi bạn bất cứ khi nào bạn xa cơ lỡ vận hoặc ngừng chu cấp. Mẫu phụ nữ cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắc đến đặc biệt là rất nhạy cảm đối với các chị em phụ nữ, đó chính là những người phụ nữ đặc biệt sống trong cảnh chồng vô tâm, thiếu thốn tình cảm, cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để có thể lao theo một người đàn ông có vợ. Nếu như người phụ nữ thiếu tình yêu trầm trọng và không được chồng hài lòng sau khi kết hôn, đặc biệt là về mặt tinh thần, thì phụ nữ như vậy sẽ cảm thấy rất trống trải và rất dễ nảy sinh những vấn đề theo thời gian. Thậm chí khi gặp phải một người đàn ông đối xử tốt hơn với họ thì họ sẽ chủ động trở thành người yêu của anh ấy luôn. Thực ra thì người phụ nữ không muốn gì cả, chủ yếu là để lấp liếm đi những sự trống trải trong tâm can. Thật ra thì tính cách những người phụ nữ như vậy đa sầu, đa cảm, nói ra thì cũng
rất là đáng trách, nhưng mà lại rất là đáng thương. Bởi vì người phụ nữ khi rơi vào tình huống này thì đa phần đều là những người thiếu thốn về mặt tình cảm quá nhiều, chồng mà lại không biết quan tâm, không biết chăm sóc nữa. Người phụ nữ như thế này thì họ lại sống dựa dẫm vào cảm xúc của mình quá nhiều, thế nên óc phân tích và sự phán đoán của bản thân bị suy giảm đi rất lớn. Mẫu phụ nữ này thật sự rất là dễ bị rung động bởi những người đàn ông khác giới. Và nếu người đàn ông đã có vợ, những người đã ít nhiều thấu hiểu về tâm lý của các chị em, thì khi tán tỉnh và đánh trúng tâm lý thì những con người này thật sự thường không thể giải thoát. Chỉ một những hành động rất là nhỏ nhặt thôi cũng khiến cho trái tim của cô nàng bị loạn nhịp. Kể từ đó thì cô nàng bắt đầu với những cảm giác rất là sâu kín, ngày nhớ mênh mông, rồi dẫn đến ngoại tình tư tưởng. Và khi tình cảm đã nhen nhóm được thổi bùng lên bằng việc đối phương bật đèn xanh, người đàn ông có vợ này lại đưa ra những tín hiệu cho thấy việc mong muốn khao khát người phụ nữ này chẳng hạn, thì việc họ lao vào vòng xoáy ngoại tình là điều khó tránh. Nếu như gặp thêm người chồng vô tâm cũng chẳng để ý gì đến vợ, cũng không biết vợ có dấu hiệu gì bất thường nữa, thì chị em càng trở nên nông nổi và đi lệch hướng cách nhanh hơn. Tính cách mềm yếu và cả tin khiến nhiều người phụ nữ bị lừa gạt trong tình cảm, mặc dù đáng trách nhưng có phần đáng thương. Vì vậy nếu như là một người chồng mà có người vợ thuộc tính cách như thế này, thì tôi rất là mong các anh hãy tinh tế hơn, quan tâm nhiều hơn đến vợ. Kể từ khi mà các anh chị hẹn hò hay là kết hôn với mẫu phụ nữ này, thì cũng nên chấp nhận nhé tính cách đa sầu đa cảm này và thông cảm, yêu thương, chiều chuộng nhau nhiều hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi chia sẻ với các bạn những kiểu phụ nữ mà sẵn sàng lao đến với những người đàn ông dù đã có vợ có con, chỉ cần đáp ứng được những nhu cầu của cô ta. Người thì nhu cầu về thể xác, người thì nhu cầu về tinh thần, người thì lại nhu cầu về tiền bạc. Mỗi người phụ nữ có những nhu cầu khác nhau, chỉ cần đánh trúng vào những nhu cầu này, thì với những mẫu phụ nữ kiềm chế kém bản thân thì sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để lao theo người đàn ông có vợ. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tại sao đàn ông thích gái đã có chồng? Bí mật này phụ nữ nào cũng nên biết. Tôi luôn cảm thấy rằng những cô gái trẻ thực sự rất nhạt nhẽo. Họ chỉ biết làm nũng, thiếu kinh nghiệm sống và luôn làm tôi phiền lòng với tính trẻ con của mình. Phụ nữ đã kết hôn thì khác, họ chững chạc, trưởng thành và hơn hết, có kinh nghiệm chăn gối rất tuyệt. Một người đàn ông đã trải lòng như vậy khi được hỏi lý do vì sao đàn ông thường có cảm hứng với phụ nữ đã có chồng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là 70 trong số 100 người đàn ông được tiến hành khảo sát đều có câu trả lời tương tự. Vì sao đàn ông thích gái đã có chồng và đi với dạng phụ nữ thuộc kiểu hoa đã có chủ như thế này thì thường có điểm gì dễ lôi cuốn và hấp dẫn mọi quý ông đến như vậy? Đây chính là đề tài được rất nhiều người bàn tán, thắc mắc trong thời gian qua. Mà tiện đây, chuyên mục hôm nay xin được trình bày, phân tích cặn kẽ hơn về suy nghĩ, về tâm lý và về cách nhìn nhận của nam giới trong trường hợp này. Ông bà ta thường có câu, gái một con, trông mòn con mắt. Đó là chân lý và là sự thật hiển nhiên, không thể nào chối cãi được. Vì thực tế cho thấy, có rất nhiều chị em phụ nữ dù đã có chồng, có một đứa con nhưng lại ngày càng đẹp hơn, trẻ hơn, thậm chí có phần chín chắn, chững chạc. Họ có một chiều sâu về tâm hồn, họ ẩn chứa một nét đẹp đằm thắm mặn mà, từng trải mà phải nhận định là hiếm có, khó tìm ở bất cứ cô gái còn son nào. Thêm nữa, đàn ông thành đạt họ không chỉ yêu bằng mắt mà họ còn yêu cả những điểm đặc biệt ấy của người phụ nữ. Thế nên, việc say nắng đàn bà đã có chồng trong hoàn cảnh này cũng là điều rất dễ hiểu. 9 lý do khiến đàn ông thích hẹn hò và cặp bồ với phụ nữ có chồng. Nhiều người phụ nữ cho rằng đàn ông thường thích những cô gái trẻ đẹp mơn mởn, có thể đáp ứng nhu cầu tình một đêm của họ. Nhưng trong một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đối tượng đàn ông thích nảy sinh tình một đêm đa số lại là những người phụ nữ đã kết hôn. Theo lý mà nói, phụ nữ đã có chồng thường không còn điều gì gợi cảm, là hoa đã có chủ. Vậy tại sao đàn ông lại thích cặp bồ với gái có chồng? Và dưới đây là những lý giải đúng theo bản chất ăn vụng của cánh mày dâu. Lý do đầu tiên,
sức hút về chiều sâu tâm hồn. Phụ nữ đã kết hôn thường có công việc ổn định. Công việc ổn định giúp họ có tâm thái ổn định, có sự giáo dục và ý thức phấn đấu tốt. Họ sẽ trở thành mô hình phụ nữ thành đạt, có cái nhìn sâu rộng về tương lai, khá chững chạc, khác hẳn với những cô bồ non tuổi, thiếu kinh nghiệm sống. Họ không chỉ là đối tác trên giường mà có thể chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống, công việc, các mối quan hệ xã hội với cánh mày râu. Vì thế, gái có chồng càng hấp dẫn phái mạnh về chiều sâu tâm hồn. Thứ hai, sức hút ở vẻ đẹp mặn mà, từng trải. Chẳng phải xưa nay vẫn có câu gái một con, trông mòn con mắt. Tuy không mang vẻ đẹp rực rỡ như những cô gái 18 đôi mươi, nhưng gái có chồng lại thừa sự mặn mà, đằm thắm. Với chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, con người cũng chú ý tới chế độ ăn uống khoa học. Những phụ nữ đã kết hôn luôn biết cách chăm sóc sức khỏe và nhan sắc bản thân. Chính vì vậy, sắc đẹp của họ sẽ ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn. Thứ ba, kinh nghiệm yêu vượt trội. Với gái đã có chồng, họ có thừa kinh nghiệm tình trường. Những phụ nữ này sẽ biết cách làm thế nào để cả hai được tận hưởng cuộc yêu. Kinh nghiệm hôn nhân bồi đắp cho họ kỹ năng chăn gối, nên họ không bị động tiếp nhận mà có thể chủ động phối hợp và chiều chuộng nửa kia. Và thái độ của họ trong cuộc yêu sẽ là tận hưởng chứ không phải đổi trác hay ban phát như những cô bồ trẻ. Thứ tư, không phải lo lắng chuyện tình phí. Phụ nữ đã kết hôn khi nảy sinh tình một đêm không phải vì lý do tiền bạc mà thường là đói khát về mặt tình cảm, nên họ sẽ không có những đòi hỏi về vật chất như tình trẻ. Họ có kinh tế độc lập nên không vì tiền bạc mà bán rẻ nhan sắc. Chính điều này cũng thu hút phái mày râu. Ở những phụ nữ đã kết hôn ngoài 40 tuổi còn mang một vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng. Với những kiểu đối tác này, đàn ông sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tình phí. Họ chỉ cần rót những lời đường mật vào tai người tình là sẽ có được thứ mình muốn. Lý do thứ năm, dễ thỏa thuận trong việc giữ bí mật. Phụ nữ có gia đình khi ra ngoài cặp bồ thường muốn giữ bí mật và thể diện cho vỏ bọc hôn nhân của họ. Vì vậy, chuyện ăn vụng giữa hai người sẽ dễ dàng được thỏa thuận và giấu kín. Đối với những anh chàng đa tình, việc hứa hẹn tương lai là điều vô cùng khó khăn, trong khi các cô gái trẻ lại cần điều đó. Còn phụ nữ đã kết hôn không cần xác định tương lai, chỉ cần cả hai mang lại khoái cảm chóng vánh trong mối quan hệ vụng trộm là được. Thứ sáu, cảm giác lạ. Đứng từ góc độ gia đình để nhìn nhận, các chuyên gia tâm lý cho rằng sau khi kết hôn và cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, hầu hết người đàn ông đã cảm thấy quá quen thuộc và nhàm chán. Họ nhận ra những tật xấu của vợ mình, ví dụ như hay cáu gắt, tỉ mỉ quá mức, cằn nhằn và keo kiệt. Tất cả những điều đó khiến cho đàn ông cảm thấy vợ mình thật nhàm chán. Họ không còn đam mê và mất dần yêu thương như thuở đầu. Trái lại, khi tiếp xúc với vợ của người khác, họ cảm thấy mới lạ, cảm thấy những người phụ nữ đó thật tuyệt vời, nhã nhặn và thanh lịch. Thực sự là không hề giống với bà vợ hay càu nhàu ở nhà. Thứ bảy, tác động tâm lý. Đàn ông luôn thích sự mới lạ và vì thế họ muốn được trải nghiệm. Đôi khi ở bên vợ, nhưng đàn ông lại mơ tưởng tới mùi hương của một người phụ nữ có gia đình mà họ đã gặp lúc chiều. Đây cũng là chuyện thường thấy. Lý do thứ 8, vấn đề chia sẻ. Thêm một điều nữa, đó chính là vấn đề cùng nhau chia sẻ. Đa số nam giới đều cho rằng những cô gái trẻ rất thiếu kinh nghiệm sống. Họ không thể giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề một cách ổn thỏa và sáng suốt. Ngược lại, nếu đó là một phụ nữ đã từng kết hôn thì vấn đề trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Và lý do thứ 9, ham muốn tình dục. Tâm lý của đàn ông là luôn muốn đi chinh phục. Những gì càng khó đạt được lại càng ham muốn. Ngay cả khi đã có vợ hoặc bạn gái rồi, họ vẫn muốn được thêm vào danh sách những người phụ nữ của mình một cái tên. Dẫu vậy thì phần lớn đàn ông không muốn từ bỏ cuộc sống gia đình hay bạn gái của mình để chạy theo một bông hoa đã có chủ. 6 điểm hấp dẫn nhất ở phụ nữ đã có chồng, ăn đứt gái còn son.
Đầu tiên, họ thẳng thắn và rất cởi mở. Những người phụ nữ có chồng có xu hướng nói thẳng quan điểm của mình. Trong các cuộc trò chuyện không vòng vo, không rối rắm, không đánh lạc hướng, họ biết cách đề cập đến quan điểm của mình và làm cho nó trở nên hiệu quả trong cuộc trò chuyện. Điều đó khiến lối nói chuyện của họ thu hút những người đàn ông muốn thảo luận nhiều chủ đề với họ. Và khi nói chuyện nhiều, những người đàn ông sẽ bị cuốn vào, dễ dàng cảm thấy đồng điệu với những người phụ nữ đã lập gia đình, sắc sảo, hấp dẫn. Thứ hai, họ có cơ thể tương đối quyến rũ. Hầu hết những người phụ nữ có chồng đều có một cơ thể tương đối quyến rũ, sở hữu những đường cong có thể đốt mắt cánh mày râu. Nếu là một người phụ nữ biết cách trưng diện, làm nổi bật vẻ đẹp của mình, rất khó có người đàn ông nào có thể không nhìn vào họ. Thứ ba, họ không dễ bị chinh phục. Trên thực tế, có rất ít phụ nữ có chồng, có tư tưởng quan hệ ngoài luồng. Họ không dễ bị chinh phục hay cảm nắng với một ai đó. Ngược lại, phái mạnh thường sở hữu bản năng chinh phục rất cao. Thứ gì càng khó đạt được lại càng kích thích ý chí chiến đấu của họ. Bản thân người phụ nữ đã có chồng cũng sẽ trông đẹp hơn. Họ xa xa như một nữ thần không thể với tới, khiến nhiều người đàn ông thèm muốn. Thứ tư, họ điềm tĩnh và khôn khéo. Không giống các cô gái trẻ, những người có thể tung hê tất cả trong một cơn giận dữ vì chưa đủ chín chắn, trưởng thành, gây ra những tổn thương cho chính mình và cả người đàn ông mình yêu thương. Những người phụ nữ có chồng có khả năng tập trung kiềm chế cơn giận dữ bằng những suy nghĩ thiệt hơn. Họ cũng có xu hướng điềm tĩnh hơn, giải quyết mọi chuyện khôn khéo, nhẹ nhàng hơn, mang đến cho đàn ông cảm giác an toàn và được ân sủng. Thứ năm, họ biết đàn ông muốn gì. Là một người phụ nữ đã lập gia đình, họ có kinh nghiệm quan sát, có kinh nghiệm xử lý hành động. Và hơn hết, những người phụ nữ này có xu hướng am hiểu nhiều về tâm lý và nhu cầu tình cảm của nam giới. Khi nắm bắt được tâm lý đàn ông, hiểu họ muốn gì, những người phụ nữ này có thể nhanh chóng đánh giá một người đàn ông và phát triển một mối quan hệ nếu họ muốn. Thứ sáu, phụ nữ có chồng thường rất tự tin. So với những phụ nữ độc thân hoặc các cô gái trẻ, những người phụ nữ có chồng thường tự tin hơn nhiều. Họ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân của mình trong từng lời nói, hành động, cử chỉ một cách rất tự nhiên, duyên dáng. Đôi khi, chính họ cũng không biết mình có sự tự tin đó và chính điều đó khiến họ tỏa sáng và trông hấp dẫn hơn. Phụ nữ có gia đình, có chồng con luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ mà khi đứng trước bất cứ cánh mày râu nào, họ đều không thể không rung động. Đàn bà có chồng, đương nhiên là họ từng trải, họ nắm bắt tâm lý đàn ông rất hay. Họ biết đối phương cần gì, muốn gì ở họ nên khá là tự tin, nên thoải mái yêu kiểu không sợ tính phí. Mạnh dạn yêu không sợ ràng buộc điều gì. Nói chung, chính là cái ngông và cái bất cần ấy lại dễ dàng chinh phục phái mạnh. Một lời khuyên sau cùng dành cho các ông chồng có vợ trẻ đẹp. Hãy hết sức cẩn thận và quan sát vì ngoài kia có rất nhiều cạm bẫy khó lường. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.